Thì cái thuốc này rất là tốt, anh chị em có thể cho ăn cá F1, cá nhật cũng được nha. Đây, mình qua tiếp tục, mình qua cái hồ cá nhật của mình. Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh GoFarm, một kênh chia sẻ kiến thức để nuôi cá koi. Mình là Phong Đoàn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 trong loạt video chăm sóc cá koi. Thì ở tập trước mình có chia sẻ đến cả nhà đó là mình dùng thuốc y lăng, là dầu gội trí y lăng để đánh cái sinh trùng mỏ neo trên cá koi. Chủ đề hôm nay đó là chúng ta sẽ trộn thuốc vào thức ăn để phòng trị bệnh nội ngoại ký sinh trùng trên cá koi. Thì ở video tập 1 mình đã chia sẻ cách mà đưa trực tiếp cái thuốc y lăng vào trong nước. Chúng ta quấn trực tiếp vào nước để tiêu diệt và phòng trị bệnh ký sinh trùng trùng mỏ neo cho cá koi. Tuy nhiên thì cái cách đó nó cũng hiệu quả nhưng mà nó sẽ không triệt để anh chị em. Tại vì khi mà cá koi chúng ta ở trong cái môi trường nước, nó sẽ có cái thuốc y lăng này chỉ diệt được cái trứng và cái con trùng mỏ neo, làm chết con trùng mỏ neo ở trong nước thôi. Những cái con trùng mỏ neo hoặc những cái trứng hoặc những cái ký sinh trùng như sáng dung ở trong ruột cá thì chúng ta vẫn chưa sổ được. Đến video tập 2 hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách trộn thuốc, cái liều lượng thuốc, đông đo cân đo đong đếm như thế nào và cái liều lượng thức ăn để chúng ta cho cá chúng ta ăn, nó sẽ đảm bảo hơn và nó sẽ triệt để hơn. Các bạn cũng biết cá koi là một loài động vật dưới nước rất là nhạy cảm với môi trường, rất là nhạy cảm với bệnh tật. Thì những cái con mà nội ngoại ký sinh trùng rất là dễ tấn công, rất là dễ xâm nhập vào cơ thể cá koi. Thì thông thường sẽ có nội ký sinh trùng và ngoại ký sinh trùng. Ngoại ký sinh trùng ví dụ như là rận nước, trùng mỏ neo, vân vân. Nội ký sinh trùng còn gồm có ví dụ như dung sáng, dung đũa. Thì bên trong ruột của cá sẽ là gây hại cho cá. Đầu tiên là sẽ làm suy dinh dưỡng. Thứ hai có thể là khi mà những cái con mà ngoài ký sinh trùng nó sẽ cắm vào cái cơ thể của cá và sau đó tạo một cái vết loét, rồi cái vi khuẩn á, nó sẽ dựa vào đó, nó lợi dụng cái điều đó, cái điểm đó thì nó sẽ tấn công vào gây nhiễm khuẩn cho cá koi chúng ta. Chúng ta có rất là nhiều cách để phòng trị bệnh nội ngoại ký sinh trùng. Thì có thông thường bên trại của mình sẽ áp dụng những cái cách mà những cái kinh nghiệm của mình sẽ chia sẻ cho cả nhà. Thì bên trại của mình thông thường sẽ áp dụng có gồm có là hai cách. Đầu tiên đó là quấn trực tiếp vào nước. Cách thứ hai đó là trộn thuốc vào thức ăn vào cho ăn. Ở cái tập 1 mình đã hướng dẫn là quấn trực tiếp vào nước, thì tập này mình sẽ trộn thức ăn. Mà chúng ta phải trộn thế nào, liều lượng như thế nào để cho nó là nó đảm bảo nó đúng cái liều lượng đó và những gồm những cái thuốc nào chúng ta mới đề phòng, mới là trị được cái nội ngoại cái sinh trùng bên trong cá koi nó mới hiệu quả được. Chia sẻ với cả nhà đó là ở cái video trước mình đã quay cho cả nhà chúng ta là hai cái hồ cá mà chúng mình vừa nhập về, mình đã đánh cái thuốc y lăng vào trực tiếp trong cái hồ này rồi. Để anh chị em, cá nó cũng là dáng bơi cũng khá là khỏe ra nha anh chị em, do là mình bỏ hơi đông. Đúng lý ra thì tại vì mình hiện tại mình full hồ rồi, mình không còn hồ nhiều nữa, mình hết cái hồ để mình trữ cá. Cho nên là mình nhập về cái dòng này để chủ yếu để phục vụ cho anh chị em mà cá chơi cá bình dân. Thì do mình để dày quá cho nên là nếu không mà để mà nó mỏng mỏng thì nó đã khỏe cách đây mấy ngày trước rồi. Đưa qua đây cho anh chị em xem cái hồ bên đây. Cho anh chị em. Thì hồ bên đây nó cũng khỏe nhưng mà nó vẫn chưa khỏe bằng nha anh chị em. Nó không bằng hồ kia. Thì con cá sau khi mình dưỡng xong nó sẽ cái màu sắc á, nó sẽ là sáng lên, rất là sáng. Anh chị em thấy những cái hồi nè, khi mình dưỡng xong những màu sắc con cá nó sẽ sáng lên, nó không còn bùn ở trên mình nữa anh chị em, rất là sạch. Thì một lát đây mình sẽ trộn trực tiếp thức ăn và mình sẽ cho ăn trực tiếp để cho anh chị em chúng ta cùng xem, cùng trải nghiệm và biết cách để chúng ta làm theo. Rồi, để chúng ta có thể trộn được cái thuốc trùng mỏ neo này vào thức ăn, chúng ta đã chuẩn bị cho em đó là một cái cân tiểu ly anh chị em. Tiểu ly này anh chị em có thể mua ở trên mạng rất là nhiều, khoảng tầm hơn 100.000 một cái thôi. Thì anh chị em nào mà chơi coi á, lưu ý là chúng ta xài cái cân tiểu ly này rất là nhiều. Thì giống như những cái liều lượng thuốc khoảng tầm 3g, 5g, 7g á, nó rất là nhỏ. Anh chị em nên sắm cho mình một cái để sau này mỗi lần mà đông đo cân thuốc á, để đánh hồ hoặc là để trộn thức ăn
ông ta dùng thường xuyên hơn, đỡ với ông ta phải dùng cái nó, mình nhắm chân nó không có hiệu quả, nó không có tốt. Mình sẽ đi vào cái vấn đề quan trọng anh chị em. À, mình hướng dẫn, mình chia sẻ luôn. Đây là cái thuốc đặc trị nội ngoại khiến trùng, dùng mình dùng để trộn, mình trộn trực tiếp vào cám cho cá ta ăn, trộn cho ăn từ 3 đến 5 ngày. Rồi mình kết hợp thêm cái thằng Similus này, nó có vitamin C và cái khoáng anh chị em. À, nó bổ sung để sức đề kháng cho con cá, bổ sung thêm một khoáng chất vitamin giúp cho con cá nó tăng cường đề kháng, chống chọi lại bệnh tật. Còn cái nữa là bổ sung cho cái đường ruột của cá, đó là cái thằng men tiêu hóa này. Anh chị em cứ việc trộn vô hàng ngày cho ăn hàng ngày cũng được nữa, rất là tốt cho được cái đường ruột đó. Còn cái này anh chị em có không có gì cũng được. Cái này là cái omega gel, cái này là để khi chúng ta trộn nó kết dính thôi chứ nó không có quan trọng nhiều đâu. Cái đó anh chị em nào không cần cũng được, riêng mình muốn nhanh á, mình nhanh thì mình không có, anh chị em nào không có thời gian muốn chờ đợi á thì mình có thể mình xài cái đó mình trộn chung. Quan trọng nhất là cái thuốc này, cái thuốc này nó sẽ là diệt nội ngoại ký sinh trùng, phòng trị bệnh nội ngoại ký sinh trùng hiệu quả. Như các coi ký sinh trùng sán lá mang, sán lá dây, các loại sán vung tròn, ấu trùng và sán trong ruột của cá. Thì bên trong mỗi cái hộp này anh chị em nó có một cái muỗng để mình tháo ra mình cho anh chị em coi. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái ca anh chị em, ca để đựng thuốc. Thì hôm nay mình có để sẵn một chút nước để mình pha cho nó loãng. Và anh chị em nhớ cân cho mình là khoảng tầm 1 kg cám nha anh chị em. Là 1 kg cám mình trừ hao rồi, khoảng tầm 1 kg cám để mình cho ăn một mình đông liều lượng là trên 1 kg cám. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em là cái cách mà để mình thao tác mình đông liều lượng nha anh chị em. Thì cái thuốc cái sinh trùng này nè, anh chị em phun ra đi. Phun ra. Cái này loại thuốc này trên mạng nhiều lắm. Anh chị em mua. Bên trong này nó có một cái đó, có một cái muỗng. Muỗng anh chị em. Nó sẽ có cái muỗng như thế này anh chị em, cái diệt đông. Ví dụ như cái muỗng anh chị em mình thông thường mình hay sử dụng là cái đầu này nè anh chị em. Đầu này là 5 gram nè anh chị em. Mình gạt ngang qua là khoảng tầm 5 gram. Đó 5 gram nè anh chị em. Đó, ví dụ mình bây giờ mình sẽ đông cho anh chị em xem luôn. Thì anh chị em cái liều lượng của cái thuốc Brasiquan này để chúng ta đông đó là 1 kg thức ăn chúng ta đông khoảng tầm từ 30 đến 40 gram anh chị em. 30 đến 40 gram là ok. Đó, bây giờ mình sẽ là đông cho anh chị em xem. 30 đến 40 gram cho 1 kg thức ăn. Mình mở về đây, được không? Đâu mình đông. Rồi mình đông là 40 gram. Anh chị em ấy xong nhớ đóng kỹ lại nha. Rồi cái men tiêu hóa này 1 kg thức ăn chúng ta chỉ cần cho khoảng tầm 10 gram là ok, 5 đến 10 gram là ok. Men tiêu hóa này nó rất là tốt cho đường ruột. Cá chúng ta hay là những lúc trời mưa, ở trời mưa thì cái hệ tiêu hóa rất là yếu, anh chị em có việc cho cái men tiêu hóa này vào nó sẽ rất là tốt. Cái men tiêu hóa này nó có mùi hơi chua chua anh chị em đó, mình cho vào 10 gram vô đó, ok 50. Tiếp theo là tới cái mặt hàng vitamin C này, là nó hỗ trợ tăng cường đề kháng và cung cấp vitamin khoáng chất cho cá chúng ta nó có sức chịu đựng dẻo dai. Rồi. Rồi, cho em cũng cho khoảng tầm 10 gram. Lỗ xíu không sao. Rồi anh chị em, bây giờ anh chị em trộn đều nha. Trộn đều lên, anh chị em nhớ cho một chút nước. Trộn đều lên. Đều lên nó sạch sạch anh chị em.
Rồi anh chị em có thể bổ sung thêm cái thuốc Omega Gel này. Mục đích đó là tăng cường kết dính rất là nhanh. Đó. Miếng rồi, đó. Rất là dính. Để nắp lại kỹ lại. Rồi, quay lên. Anh chị em thấy nó dính chưa? Kéo kéo luôn. Anh chị em siêu kết dính. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta trộn nha. Rồi bây giờ mình sẽ trộn, chúng ta rưới vào, chúng ta trộn đều lên. Lưu ý còn miếng này anh chị em nhớ lấy nước, thêm nước à, thêm miếng nước ta đánh nó lên. Đây là thuốc thuốc còn dư cho nên là anh chị em đừng có bỏ hay nó phí, đánh lên đó, chúng ta tới luôn. Ok. Rồi bắt đầu trộn nha chị em. Rất là dính. Siêu dính luôn. Chúng ta trộn về cái mùi thơm của thuốc rất là thơm nha anh chị em. Trộn rồi anh chị em, sau khi trộn xong anh chị em để khoảng tầm 15 phút là khô queo luôn. Nhớ trộn đều nha anh chị em. Đảo đều lên. Nó dính rất là cứng. À, giống như là chúng ta ăn, giống như là kẹo kẹo dẻo vậy, rất là cứng. Cái lượng thuốc nó áo bên ngoài lớp cám một lớp khá là dày, cho nên là anh chị em cứ an tâm, cám khi mà rơi vào nước thì nó sẽ không tan liền đâu. Rồi sau khi anh chị em trộn lên nó sẽ như thế này. Đó. Nó đã bám lên thức ăn như thế này. Rồi chúng ta đem đi để ở ngoài mát hoặc là để đâu cho nó mau khô là ok, khoảng tầm 15 phút. Rồi sau khi để khoảng tầm 15 20 phút anh chị em thì cám ta nó sẽ là nó khô và nó tơi tơi như thế này anh chị em. Đó, nó không có dính nữa. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ là cho cám ta ăn nha. Đây những cái hồ cá của mình đây anh chị em, mình cho ăn, nó là mới ăn lần đầu, bữa giờ mình cắt cử nó từ khi mà mới về trại tới giờ, mình sẽ cho nó ăn, mình cho ăn ít thôi đó, cho nó dạng ăn ngon. Thì anh chị em lưu ý là mình cho khoảng tầm 1/3, nếu anh chị em đã có hồ sẵn, đã có cá trong hồ sẵn, anh chị em chỉ việc cho khoảng tầm 1/3 mỗi lần cho ăn, ở cho ăn ít thôi. Và lưu ý cho ăn trong vòng 3 ngày liên tục. Bắt đầu ăn anh chị em. Bây giờ chúng ta đi qua bên cái hồ to nè anh chị em. Hồ to kia nãy. Để mình cũng sẽ tập cho ăn luôn. Lưu ý là đây là cá mới ăn lần đầu tiên cho nên mình chỉ cho ăn ít thôi, và chị em cá chị em ở nhà chị em cho ăn khoảng tầm 1/3 so với liều lượng bình thường khoảng một lần cho ăn. Mình chỉ việc cho liền ít ít thôi chị em,
Nguyên liệu ít thôi. Rồi chúng ta cho ăn trong vòng 3 ngày liên tục, thì con nào nó không chịu ăn thì nay mai nó cũng sẽ ăn, nó cũng lên nè. Cá mình đây cá F1 cho nên nó dạng sẵn thì nó sẽ tự lên ăn. Mình bỏ đói cũng khoảng tầm 4 5 ngày. Nó bắt đầu ăn em chị em. Rồi mình cho ăn sơ sơ xong mình bây giờ mình cho qua hồ khác đi. Hồ khác mình để từ từ rồi mình cho ăn thêm. Đây cái hồ của mình. Mình cũng sẽ là sẵn tiện đây mình sẽ cho ăn tất cả những con cá trong hồ của mình luôn. Đó. Đây là hồ hồ bên hồ Gắt Đàn của mình. Cá Gắt Đàn. Mình cũng sẽ cho ăn tổng thể hết hồ luôn. Rồi tiếp tục tới bên đây. Rồi mình qua bên đây luôn, mình cho ăn hết luôn. Hết luôn cả nhà. Thì vì là cá cũ cho nên là nó sẽ ăn rất là dạng, rất là mạnh anh chị em. À, những cái hồ hồ mới như nãy mình nói bên đây nè, nó ăn từ từ nó không có ăn nhanh được đâu, tại vì cá mình cá mới anh chị em đi cho ăn đó, mình cho ăn ít thôi. Rồi qua tới hồ bên đây rồi mình cũng sẽ cho ăn ít lên. À, mình tới qua mấy hồ mini của mình. Hồ bên đây vẫn chưa ăn hết chị em, mặc dù mình để rất là ít thức ăn do nó là cá mới. Chúng ta tiếp tục lên cái hồ trên đây anh chị em. Đây mình còn một hồ to nữa, đây hồ cá một của mình, mình sẽ trang tổng thể luôn. Đó, đang rất nhiều sung luôn. Thì cái thuốc này rất là tốt, anh chị em có thể cho ăn cá F1, cá Nhật cũng được nha. Đây, mình qua tiếp tục mình qua cái hồ cá Nhật của mình. Anh chị em lưu ý là một ngày anh chị em cho ăn khoảng tầm từ 2 đến 3 tử anh chị em, và cho ăn liên tục trong vòng 3 ngày. Mỗi lần cho ăn chúng ta chỉ ăn cho ăn khoảng tầm 1 phần 3 lượng thức ăn bình thường. Thì video vừa rồi mình vừa chia sẻ đến cả nhà chúng ta đó là một cách hiệu quả bằng cách chúng ta đưa thuốc vào cơ thể cá coi để chúng nó có thể sổ rung sổ sáng bên trong ruột và tẩy những cái con ký sinh trùng nằm ở trên vảy của con cá coi rất là hiệu quả. Kết hợp thêm cái phần chúng ta đánh thuốc vào trực tiếp trong nước thì nó sẽ diệt triệt để hơn cái vấn đề mà trùng mỏ neo hoặc là ký sinh trùng nội ngoại ký sinh trùng trên cá coi. Thì sau đây là một số lưu ý khi chúng ta trộn thuốc vào thức ăn phòng bệnh trị bệnh nội ngoại ký sinh trùng trên cá coi. Điều tiên chúng ta phải là đúng liều lượng, cái nhất đó là thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng chúng ta nên nhớ đó là chúng ta nên cho ăn khoảng tầm 10 gram cho 300 gram thức ăn, có nghĩa là khi mà chúng ta cho ăn khoảng 1 kg thức ăn
chúng ta trộn một ký thức ăn thì nó rơi vào tầm khoảng từ 30 đến 40 gram thuốc brassicaan diệt nội ngoại ký sinh trùng. Thứ hai, khi mà trộn chúng ta nên kết hợp thêm đó là vitamin C, khoáng và men tiêu hóa. Rồi chúng ta có thể kết hợp thêm cái thằng omega gel để nó thêm kết dính. Ngoài ra các thuốc mà vitamin C, một khoáng chất và các thêm các men tiêu hóa chị em có thể trộn hàng ngày, không cần phải là đợi đến khi chúng ta uống thuốc chúng ta mới là sử dụng. Anh chị em có thể trộn hàng ngày để giúp cho cái cơ thể con cá dễ tiêu hóa, dễ rất là dễ tiêu hóa thức ăn và tăng cường sức đề kháng để chống chọi lại bệnh tật. Và cái thứ ba anh chị em nên nhớ là khi chúng ta cho cá ăn thuốc phòng nội ngoại ký sinh trùng, chúng ta nên cho ăn là mỗi một ngày chúng ta cho ăn từ 2 đến 3 cử, và mỗi một cử chúng ta cho ăn là khoảng 1/3 lượng thức ăn bình thường. Và cuối cùng đó là anh chị em nên lưu ý là phải cho ăn liên tục trong vòng 3 ngày, khi sau ngày thứ tư chúng ta mới cho ăn cám bình thường trở lại. Thì đó là một số cái lưu ý để chia sẻ đến anh chị em, để anh chị em áp dụng vào sẽ là hiệu quả hơn, triệt để hơn cái vấn đề mà nội ngoại ký sinh trùng trên cá coi. Thì ở những cái video sau mình sẽ làm cái tập tiếp theo, đó là cũng kết hợp thêm một cách để chúng ta diệt nội ngoại ký sinh trùng trực tiếp ở trong hồ cá chúng ta, rất là đơn giản, rất là hiệu quả. Mời tất cả chị em cùng sẽ đón xem cái tập tập thứ ba của mình. Thì sau đây mình sẽ kết thúc clip. Anh chị em nào có những ý kiến hoặc có những cái câu hỏi gì đó có thể để lại ở trong phần bình luận, mình sẽ cố gắng mình sẽ trả lời cho anh chị em. Anh chị em nào thấy video này có hữu ích thì có thể chia sẻ đến tất cả anh chị em nào đang cần đang nuôi cá coi, thì nhớ cho mình xin một subscribe và một cái nút chuông thông báo để luôn nhận được những video của mình chia sẻ. Mình sẽ chia sẻ liên tục những cái kiến thức trải nghiệm thực tế. Mình cũng rất là cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua để mình có những cái động lực mình tiếp tục mình làm, mình ra những cái video để chia sẻ cái kinh nghiệm, cái hữu ích, những cái mẹo để cho anh chị em chúng ta nuôi cá coi thành công hơn. Sau đây mình sẽ kết thúc clip. Xin mến chào và hẹn gặp lại cả nhà.